điều hành đen chay nha. Nếu không có thì giờ mình ngọt mình xài tạm. Tiếp tục, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và 1/3 đường. Sau đó đem vào tay vô các bạn bóp cái phần nên lấy được cái đấy vừa ăn rồi thì các bạn tắt bếp.